Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sâu Rai U. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được thông báo các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 116. Tiếp theo phần trước, sau khi Giang Ái Kiếm chạy tới Ma Thiên Các để lấy thanh hảo kiếm Mên Hứa, nhưng Mên và đám đồ đệ lại chơi chiêu, hô hắn một cái thanh kiếm gỗ. Lúc này, Mên đang chuẩn bị nói ra thân phận thật sự của Giang Ái Kiếm, khiến thanh niên có chút run sợ, muốn chạy khỏi ma thiên các đại điện. Nhưng mà mắt nhắm mắt mở chạy, thì lại đụng trúng bộ loa vĩ đại của đám nữ tu diễn nguyệt cung khiến thanh niên có chút bất ngờ, ái ui. Lúc này, hoa vô đạo cũng xông tới, chắn trước mặt của giang ái kiếm, nhìn thấy người này, thanh niên kinh ngạc, vân tông hoa vô đạo sao. Biết không thể chạy được, giang ái kiếm xoay người, cười sum xoe với lục châu, lão tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Thấy cảnh này, Tiểu Diên Nhi vui vẻ lắm, nàng cầm cái chùy xông ra, hùng hùng hổ hổ, nhanh nhanh, mau đóng cửa, để ta xem hắn chạy chỗ nào được. Sư huynh, bắt hắn lại, chúng ta cùng nhau tẩn hắn đi, nàng ghét cái tên mặt dày này, liền muốn đóng cửa thả chó. Làm cho giang ái kiếm khiếp hồn, ái chùi ui, cô nãi nãi của ta ơi, ta cùng các ngươi không thủ không oán, không cần như thế, không cần động đao động kiếm làm gì đâu a. À. Lúc này, mê liền kêu mấy con hàng này lui lại, không nên tiếp tục uy hiếp giang ái kiếm nữa thấy tên này ngồi trồng hỗn giữa đại điện mên cảm khái đây chính là người mà giới tu hành đặt cho biệt danh ái kiếm tận xương xem kiếm như mạng một trong tam đại kiếm si giang ái kiếm đây sao nghe vậy giang ái kiếm vào đầu xấu hổ đều là hư danh hư danh mà thôi nên tiến tới vỗ vai hắn danh hào giang ái kiếm bất quá chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi ai có thể nghĩ tới người trong tu hành giới tự do tự tại như giang ái kiếm vậy mà lại đường đường là đại viêm tam hoàng tử chứ nên lướt qua người hắn nói ra thân phận thật sự của hắn đúng như những gì đã dự đoán trước đây giang ái kiếm này thân phận không tầm thường mà nghe mên nói vậy giang ái kiếm sắc mặt lập tức kinh ngạc à? không những thế tất cả những người có mặt ở ma thiên các đại điện đều sốc trước thông tin của mên ai nấy đều câm lặng không nói lên lời minh thế nhân thầm nghĩ loại người ham sống sợ chết hành vi quái dị miệng lưỡi chân tuột như giang ái kiếm này thì làm sao có thể là đại viêm tam hoàng tử được cơ chứ đoan mộc sinh nhìn tên này đánh giá toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào là giống với người của hoàng thất cả sư phụ có phải đã già rồi mắt đã mờ rồi phải không tiểu diên nhi mắt trợn tròn có phần không tin được thấy mấy cô ẻm nữ tu diễn nguyệt cung sững người phan trọng lay gọi sao các muội lại đỏ mặt vậy lúc này giang ái kiếm liền chối bay chối biến lão tiền bối nói đùa rồi bộ dạng này của ta làm sao có thể là tam hoàng tử được cơ chứ nghe vậy mê nhà nhạt, nhạt trả lời bản tọa nghiệt đồ diệp thiên tâm dùng mất 5 năm thời gian mới có thể tra được manh mối từ hồ sơ vụ án bên trong cung, hung thủ tra được lại chính là bản tọa, mà ngươi chỉ là một cái tán tu, làm sao có thể làm được cái chuyện cơ mật này cơ chứ? Mà lại chỉ trong thời gian ngắn đã có tin tức, Giang Ái kiếm cúi đầu giải thích, vãn bối từng có nói qua, ta có bằng hữu ở bên trong cung. Lúc này không phải là Lục Châu trả lời, mà Hoa Vô Đạo là người lên tiếng, cái dạng gì bằng hữu mới có thể điều tra được cái sự tình cơ mật như vậy chứ? Điều này làm cho Giang Ái Kiếm á khẩu không trả lời được, vì vậy Hoa Vô Đạo liền chắp tay vái, "Hoa Vô Đạo, tham kiến điện hạ." Thanh niên Giang Ái Kiếm lập tức thẳng người, ưỡn ngực, phản xạ có điều kiện, miệng phọt ra, "Miễn lễ." Thấy Hoa Vô Đạo cúi chào, mình cũng không lấy làm ngạc nhiên, Hoa Vô Đạo xuất thân từ Vân Tông, những cái lễ nghi phiền phức này hắn vẫn là theo thói quen, chưa bỏ được. Sau khi nói xong, Giang Ái Kiếm mới đột nhiên nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng gấp gáp giải thích, "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Cái này, a, à, hắn ấp úng không biết giải thích thế nào. Minh cũng không vội, bản tọa có nhiều thời gian, không sợ ngươi không thừa nhận, Giang Ái kiếm giọng ủ rũ, Uổng Công Vãn Bối Tân Tân khổ khổ tìm kiếm rồi truyền tin tức cho Ma Thiên Các, lão tiền bối, ngài làm như vậy, khiến Vãn Bối rất ủy khuất đó. Bớt nói nhảm vậy đi, minh thế nhân có chút bực mình trước sự lươn lẹo của tên này, ngươi thân là hoàng tử, những cái Ma Thiên Các thanh trừ chướng ngại kia, cũng chính là chứng ngại của ngươi, nếu như thừa nhận những cái điều này tương đương với việc đang lợi dụng ma thiên các trong thiên hạ này có kẻ nào có lá gan lớn như vậy chứ ngay cả u minh giáo giáo chủ vu chính hải trước đây khi hắn muốn mở rộng thế lực ảnh hưởng cũng không dám lợi dụng ma thiên các vậy mà cái tên này rõ ràng lại dám làm như vậy nghe vậy giang ái kiếm gấp gáp giải thích oan ủng thật sự là oan ủng mà ta đã từng nói qua với lão tiền bối ta rất ghét những phân tranh ở trong cung ngươi lừa ta gạt kia cho nên ta đã rời khỏi hoàng cung trốn khỏi những cái thị phi cùng phân tranh bên trong cung, lão tiền bối đã thanh trừ nhiều chướng ngại vật như vậy. Ta cũng đã vô pháp trở lại thân phận tam hoàng tử rồi, hắn thừa nhận thân phận hoàng tử của mình, chứ không thừa nhận việc lợi dụng ma thiên các. Lúc này, hoa vô đạo cúi đầu thắc mắc, điện hạ, vậy vì cái gì mà người vẫn bảo trì liên lạc cùng với người ở bên trong cung chứ? Giang ái kiếm tiến về phía trước, hắn thở dài một hơi, ta thân là hoàng tử, cũng có được một số bạn bè trí giao ở bên trong cung. Nói ra không sợ các ngươi chê cười, ta nhưng mà rất ngưỡng mộ cuộc sống của những người bình thường kia, nhưng mà đại viêm thiên hạ có thể bảo vệ được mình. Đó là điều khó khăn cỡ nào cơ chứ, ta không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng cái tên giả giang ái kiếm này để làm một tán tu tự do tự tại. Thân là một hoàng tử của đại viêm, thực sự là có nhiều điều thân bất do kỷ mà, hắn kéo cái ghê bồn cầu vàng kia, điều này làm cho hoa vô đạo rất kinh ngạc. Tam đại kiếm si trong thiên hạ đều có tu vi nguyên thần kiếp cảnh, điện hạ dùng thân phận tán tu, lại có thể có được tu vi vi như vậy, khiến cho người ta phải kính nể mà. Giang ái kiếm ngồi xuống cái bồn cầu vàng, giọng bất đắc dĩ, đều là hư danh mà thôi. Lúc này mên mới nhẹ giọng, nói hay lắm. Hỏi lại, ngươi nếu như không có tư tâm, vì cái gì mà lại bán hoàng huynh của ngươi, điều này làm cho giang ái kiếm đổ mồ hôi hột. Còn đám con hàng đồ đệ của mên, tên nào tên ấy, hung thần ác sát nhìn chầm chầm giang ái kiếm. Kẻ chủ mưu đứng sau màn sự tình ngư long thôn, chính là nhị hoàng tử, mà ngươi lại là tam hoàng tử lại không bảo vệ huynh đệ trong nhà của mình còn ở phía sau lưng đâm hắn một đao nếu ngươi không có tu tâm nói ra ai sẽ tin được chứ lúc này giang ái kiếm vẻ mặt buồn bã hắn ngửa mặt lên trời tại sao ư trên đời này bạc tình bạc nghĩa nhất chính là các hoàng tử bên trong hoàng cung ngoại trừ những cái quy tắc lễ nghi ở bên ngoài ra thì chính là tranh giành quyền thế và địa vị nào có chỗ cho tình thân gia đình cơ chứ nhưng bên cũng không thèm quan tâm quay trở lại với vấn đề chính ngươi có biết bản tọa vì sao muốn điều tra sự tình ngư long thôn không nghe hỏi giang ái kiếm có chút tò mò vì đệ lục đồ đệ của ngài hay sao nhưng đây chỉ là một phần lý do của mình về thôi hắn lại hỏi giang ái kiếm có biết đinh phồn thu không nghe được cái tên này hoa vô đạo liền phản ứng đinh phồn thu chính là người của vân tông chúng ta nghe hoa vô đạo nói minh thế nhân có chút khó chịu hắn lạnh giọng hoa trưởng lão xin chú ý thân phận của ngài bây giờ cùng với thái độ khi nói chuyện ý rằng là bây giờ hoa vô đạo đã là trưởng lão của ma thiên các rồi đinh phồn thu giả mạo gia sư khắp nơi làm sằng làm bậy bại hoại thanh danh của gia sư cùng với ma thiên các dựa theo quy củ của ma thiên các chúng ta phải sớm đem hắn ném tới hậu sơn chém thành tám mảnh ném cho dã thú ăn rồi làm cho hoa vô đạo á khẩu không nói được gì nữa cả mặt đỏ như gấc dù sao chỉ đạo đinh phồn thu cũng chính là hắn mà giang ai kiếm nhắm mắt nhẹ giọng nói cũng hơi có nghe thấy trước đây Đinh Phồn Thu đã khai với bản tọa, Độ Thiên Giang Ngư Long thôn, chân chính mục đích chính là vì tìm một khối xương cốt đặc thù, nghe vậy, Giang Ái Kiếm giả bộ vỗ đầu, còn có cái việc này sao? Điều này làm cho mên có chút khó chịu, liếc mắt nhìn, lạnh giọng hỏi, Giang Ái Kiếm, ngươi cảm thấy bản tọa dễ bị lừa lắm sao hả? Khiến cho thanh niên xấu hổ, xoa đầu, lão tiền bối, nếu ngài đã biết rồi, cần gì phải hỏi ta nữa chứ? Mười năm nay, bên trong cung tích cực trục vớt trầm thi ở độ thiên giang, theo ý của ngươi, có thu hoạch gì không, nghe hỏi, Giang Ái Kiếm lắc đầu, cũng không có thu hoạch gì cả, Mên lại hỏi tiếp, vậy thì cái đặc thù xương cốt kia là cái gì, làm cho thanh niên bối rối, chưa biết trả lời làm sao. Thì Mên đã quay lại nhìn thẳng vào hắn, ngươi hẳn là minh bạch, sự tình đã tới mức này rồi, có dấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Nghe vậy, Giang Ái Kiếm cũng cúi đầu bất lực, ta cũng không cần thiết lừa gạt tiền bối, nói thật, ta cũng đã rời hoàng cung nhiều năm rồi bây giờ chỉ sợ cũng đã có rất nhiều người đã quên đi một hoàng tử như ta rồi một vài bằng hữu trong cung của ta cũng đã rời đi rồi lại thêm mấy năm nữa có lẽ trên đời này đã không còn tam hoàng tử nữa rồi vì cha gia độ thiên giang chân tướng đã có hai người bạn của ta bị loạn đao chém bay màu đương nhiên cái này là do bọn hắn học nghệ không tinh không thể trách người khác được giọng giang ái kiếm buồn bã nhị hoàng huynh trời sinh tính tình tàn bạo không thích hợp ngồi lên vị trí nhất quốc tri quân này đây chính là lý do mà Giang Ái Kiếm hắn lại đâm tên nhị hoàng tử kia một đao. Nghe vậy, Mên lựa chọn tin tưởng những gì mà Giang Ái Kiếm nói, hắn lại được dịp làm màu, chỉ bởi vì có hệ thống xác nhận những gì mà Giang Ái Kiếm nói, nhưng thiên hạ này chỉ có mình hắn biết được lý do mà thôi. Nghe vậy, Giang Ái Kiếm liền cảm động cảm tạ Lục Châu. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.